Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel, ở cái series về lập trình backend với Golang và Echo. Rồi, thì ở video trước mình chỉ mới hướng dẫn sơ sơ về cái gọi là Hello World thôi. Thì mình tiếp tục video này, mình sẽ làm xây dựng tiếp cái demo để hướng dẫn thêm cho các bạn một vài thứ nữa về cái Eco Framework này. Thì cũng sorry các bạn là đang hơi cảm cảm xíu nên nó thường hay ho hay đằng thắng xíu chứ không phải là cố ý làm màu đâu nha. Thôi, các bạn thông cảm. Thì quay trở lại cái ví dụ của mình thì bây giờ tiếp tục để mình xây dựng thì mình nghĩ ra một cái demo gì đó nó hơi hơi có ý nghĩa một xíu, mặc dù là cũng không có ý nghĩa thực tế, cũng dễ hiểu một xíu. Thì bắt đầu bây giờ mình sẽ xây dựng một cái hệ thống giống như là hệ thống quản lý user đi, nghĩa là mình là thằng admin, mình có cầm tài khoản admin vào mình quản lý, mình có thể tạo thêm xóa sửa user gì đó của mình. Thì vậy trước tiên là mình phải có một cái API gọi là API login đúng không? Thì bây giờ mình sẽ viết một cái phần gọi là login. Contact cơ. Rồi. Khi mà login thành công á thì mình sẽ trả về một cái gọi là, giờ mình phải define ra một cái type đi, mình xóa này đi, mình define ra một cái type là login response, response là một cái struct. Cái struct này thì nó sẽ là một cái mình tạm gọi nó là một cái token đi ha. Nó trả về một cái token JSON. Ok chưa? Rồi. Thì khi mà gọi login thì nó phải truyền lên cho mình là login request đúng không? Ok, thì nó phải có username và password. Rồi. Thì giả sử này mình chỉ giả sử mình hack code luôn nha, mình return luôn. Return cái login response. Nếu mà login thành công thì mình login response với cái token, mình trả cái token về là 1 2 3 4 5 6. Rồi, cái này chỉ mang ý nghĩa là minh họa thôi nha. Rồi thì khi trước khi mà login thì mình phải kiểm tra coi là cái username và cái password này nó có đúng hay không thì mình mới trả về cái kết quả thành công này. Còn nếu mà nó sai thì mình reject đi, mình sẽ trả về in một cái mã lỗi khác ha. Thì thằng cái anh Echo này ảnh cho phép mình buy một cái data, bài bài data vào, nghĩa là đầu tiên là mình có một cái request đúng không, thì cái request của mình nó bằng new một cái login request. Rồi ok, thì mình sẽ gọi buy buy cái request này. Buy cái request này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà cái
mình gọi vào cái controller, cái handler của mình á, thì mình sẽ truyền cái username và password vào, thì cái request này tự động nó sẽ hàm bài này nó sẽ tự gán gán data vào trong cái struct này cho mình đó. Nếu như mà mình không sử dụng hàm bài này thì mình phải gọi là đi 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 kiểm tra xem là nó sẽ là gọi theo cái phương thức bot get hay là firm data hay là cái gì đó kiểu như vậy. Thì ví dụ như trong doc của mình, của cái anh này, anh Echo này, trong cái doc của mình của anh đây, anh có cái phần request anh có nói ha. Này này, đầu tiên nó nghĩa là khi mà mình muốn mà tự động nó decode cho mình á thì mình sử dụng cái hàm bài ha. Còn nếu như không thì mình có thể là từ cái firm data nè thì mình sẽ sử dụng là cái firm value và truyền với cái key ha. Rồi query parameter thì là query param. Còn cái đường dẫn ví dụ như cái trường hợp mà hai chấm nem này là cái đường dẫn á thì nó sẽ là ba ram đó. Thì để tránh mấy cái việc mà rắc rối như vậy mà để cho tiện á, thì mình thì mình gọi hàm bài luôn cho nhanh. Và ở đây nó sẽ support cho mình là nhiều nhiều kiểu, ví dụ như là form nè, XML nè. Đó. Đó. Và thậm chí là query. Đấy. Như như ở đây, thấy chưa? Thì tùy thuộc cái content type mà mình gửi lên là cái gì thì nó tự động nó bạc ra cho mình ha, nó bạc ra cho mình đúng cũng theo cái kiểu, ví dụ như mình truyền lên là firm data thì nó sẽ bạc theo cái dạng firm như vậy trong cái data này cho mình. Cái mình truyền lên là JSON thì nó sẽ bạc JSON cho mình truyền query thì nó bạc query cho mình ha. Đó. À. Đấy. Query. Ví dụ vậy. Ví dụ tôi đặt dài thòn lòn vậy đi, rồi xíu nữa mình thử thử hết cho các bạn coi cái vụ này ha. Rồi sau khi mà tôi ba data rồi thì tôi phải đi check chứ đúng không? Thì nếu như mà cái request chấm username ha mà nó khác khác với admin hay là cái password mà nó khác với lại là 112233, có nghĩa là chỉ cần là bắt cái username không phải admin và cái password không phải là 123 thì tôi sẽ trả về một cái lỗi return c chấm JSON đi ha. Status là unauthorized. Unauthorized. Và cái token cái data mình trả về là nil ha. Mình trả về mã loại hoặc là mình có thích trả về một cái string gì cũng được, ví dụ như là username password in valid. Rồi sau khi mình đã có cái handler function rồi thì bây giờ mình search thôi,
Rồi, cái hàm login thì mình để là boss ha. Và mình duyệt login. Và mình đưa cái function login vào. Ở đây mình sẽ lock ra, lock cái request data ra ha. Đó, mình lock ra để mình coi thử thôi ha. Mình thực tế đừng làm vậy nha. Này là mình dép nên mình lock ra để mình biết là nó đang chạy tới đâu, đang làm cái gì. Coi coi code mình có sai gì không ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái code server của mình lên. Clear cái này đi ha. Go run n.go. Rồi, code nó đã chạy ở thanh 8 rồi. Cái hàm thanh 8 này nó vẫn trả về là hello đúng rồi ha. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái login. Nó báo là main not allow đúng không? Main not allow. Tại vì sao? Tại vì login mình khai báo nó là get. Ồ là bot mà mình đang gọi này là get. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình sử dụng bot main đi. Cho nó dễ ha. 7 localhost thì cho nhanh ha. 8888 xuyệt login. Và method nó là bot ha. Bot cái body của nó, thí dụ mình cho là form data đi. Form data thì nó có là username là admin và password là 1 1 2 2 3 3. Rồi, ok mình chạy thử. Rồi nó trả về cho mình được token là 2456, chính xác luôn. Rồi mình coi log coi. Rồi, khi mà mình gọi lên. Gọi lên thì nó request data của mình là username là admin và password là 1 2 3 3 này, chính xác. Ví dụ như trường hợp này mình sửa là mình bỏ 1 1 2 2 thôi. Mình gửi lên. Thì nó báo là 401 unauthorized này. Và cái test nó trả về cho mình trả về là username password invalid. Đó. 2 3 3. Thì cái chỗ này nè, chỗ này nè, mình mặc dù mình trả về JSON mà mình nhét một cái string thì nó vẫn trả về string cho mình đúng, nhưng mà làm như vậy thì nó vẫn trả được, nhưng mà làm vậy thì rất là kỳ ha. Một là mình trả ở đây là một cái string để cho nó đúng cái chuẩn của nó, còn hai là mình nếu mà JSON thì mình nên trả về một cái JSON. Như đây mình sẽ sửa lại đây là một cái string đi để cho nó đúng đắn ha, đúng đắn hơn. Rồi rồi bây giờ mình test thử một cái nữa là mình form URL code. Bây giờ cái form data này mình bỏ đi ha. Bây giờ ít form URL code thôi nó chạy được không ha. Cũng là username là admin và password 1 2 2 3 3. Đấy, nó vẫn chạy được, thấy nha. Ừ, nó vẫn chạy được bình thường. Vậy thì bây giờ hiện tại là mình đã hiểu được cái việc buy cái request data vào ở trong một cái struct như thế nào. Và giống như là mình respond về một cái data nó sẽ như thế nào. Thì tiếp theo bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn là làm thế nào để mà mình có thể gọi là hệ thống lại cái API này bằng cách là mình sử dụng middleware, và mình sẽ đưa những cái code xử lý nó đi vào trong một cái gọi là kiến trúc, nó cái một phải là kiến trúc mà sao ta, cái hệ thống thư mục, cái hệ thống thư mục trong project của mình á, rõ ràng nó phân biệt, nó rạch ròi hơn ha. Hẹn gặp lại trong các bạn trong cái video.